Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Những viên tướng sử dụng độc bá đạo trong Liên minh Huyền Thoại. Trong đấu trường Liên minh Huyền Thoại, sử dụng độc là một trong những khả năng ít ai có. Tuy nhiên, khi đã thành thạo, bạn có thể khiến cá nhân hoặc cả team đối phương lâm vào tình trạng ức chế cực kỳ. Timo, đứa con của quỷ, chính là biệt danh dành cho anh chàng chính xác tí hon Timo này. Nếu như bạn nhìn Timo, thì có lẽ bạn đã lầm, bởi hắn ta đáng ghét hơn bạn nghĩ. Với 3 trên 4 chiêu thức của mình đều dùng độc, Timo trong combat nếu không được chăm sóc tử tế sẽ trở thành một tay xạ thủ thứ hai, nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều bởi khả năng rút độc nhanh chóng của bản thân, chứ kể đó là những cái nấm nằm rải rác trên khắp bản đồ. Chỉ với hai món mặt nạ và nanh na sò, Timo dễ dàng làm gói cả tem địch nếu không ai chú ý đến hắn. Cassiopeia khó chịu không khác gì Timo với khả năng rút máu bằng độc với những chiêu thức dạng AOE. Tuy nhiên, Cassiopeia vẫn còn đỡ hơn Timo khi không hề có khả năng chạy thoát, cũng như số lượng máu của ả ta cũng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết giữ vị trí tốt, cùng với đồng đội bảo kê tốt, Cassiopeia dễ dàng khiến trận đấu trở thành một cuộc thảm sát. Singer, bài học đầu tiên khi gặp Singer, đó chính là đừng bao giờ rượt theo hắn ta. Thứ một, điều đó chỉ giúp hắn. Thứ hai, bạn hoàn toàn không thể chạy thoát khi phát hiện ra mọi việc đã quá trễ. Singer là vị tướng duy nhất chẳng cần đánh hoặc lao vào combat, chỉ cần hắn ta chạy lòng vòng quanh khu vực giao tranh cũng đủ khiến vài đứa bật ngửa. Trước kể đó là khả năng chống chịu của hắn cũng không phải hạng vừa. Twitch, khả năng dùng độc của Twitch có đôi chút khác so với các vị tướng áp khác. Độc của hắn ta nếu đơn giản đánh thường thì chẳng cần phải lo lắng. Thế nhưng vấn đề chính của Twitch chính là chiều nhiễm khuẩn của y có khả năng kết liễu ngay lập tức, hoặc ít nhất là rút một lượng máu lớn chỉ trong một nút bấm. Đặc biệt là vào trong những pha combat loạn xạ, Twitch chỉ cần tăng hình, lẻn vào bắn ulti trong 2 đến 3 giây và kết thúc bằng một pha nhiễm khuẩn, đủ để tiến vài kẻ lên bảng điểm số không một chút bất ngờ. Gambling, khả năng xài độc của Gambling gây khó chịu bởi khả năng làm chậm với chiêu đàm phán, với tốc độ hồi chiều nhanh có khả năng gây sát thương chí mạng và tầm sử dụng an toàn. Gambling có thể dễ dàng biến một xạ thủ đầy cây máu trở thành thoi thóp trở về nếu nhây lâu với hắn ta. Chứ kẻ đó là khả năng của hắn có thể cộng dồn đến 3 lần, đủ để gây sức ép lên đối phương. May mắn rằng hắn ta chỉ có lợi thế khi combat đơn lẻ, chứ không đủ mạnh để có thể gây sát thương AOE như những vị tướng trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.